Vâng, chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương trình thứ hai, đó là số phận của những cái dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đức và châu Âu sẽ ra sao trong cái tình hình mới. Và trong chương trình trước thì các bạn cũng đã xem cái hình ảnh của một số người là được cho rằng là dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đức. Ví dụ như ông Dịu. Ông Dịu đây là một cái người mà đã comment và đã có những cái lời lẽ xúc phạm khi mà chúng tôi đưa tin về báo chí tự do tại Đức. Thì ông ta đã có xúc phạm ngay lập tức và ông ta hiện nay đang sống tại Đức và có cái hoạt động là làm việc cho một cái hãng xưởng sửa chữa ô tô. Đây là hình ông Dịu. Và bây giờ những cái người này tại sao họ lại có những cái hình, cái comment, tại sao họ lại có những cái thông tin mà họ dám viết những cái thông tin như vậy ở những cái đất nước mà tự do như ở Đức và các nước ở châu Âu. Thì đây các bạn sẽ xem họ đã comment như vậy là hai con chó điên rồi là ngu. Đấy, đây là những cái lời lẽ xúc phạm mà chúng tôi có thể hoàn toàn biên dịch và đưa ra trước cảnh sát Đức để chúng tôi thưa kiện vì việc là xúc phạm nhân phẩm của phóng viên báo chí. Thế đấy là cái lời lẽ. Và cái số phận của họ sẽ ra sao? Thì như cái thông tin mà tôi đã đưa với các bạn trước khi làm cái livestream này là tôi sẽ cho ông Dịu 48 tiếng, tức là chúng tôi sẽ cho ông Dịu 48 tiếng đồng hồ. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ lúc mà chúng tôi làm cái livestream này để thông báo cho ông Dịu biết, nếu ông Dịu không có viết văn bản để xin lỗi và có trực tiếp đến tờ Tòa soạn Thời báo để gặp chúng tôi thì lập tức là chúng tôi sẽ gửi đơn tố cáo ông Dịu đến cơ quan cảnh sát điều tra để họ có thể làm việc và bắt tay ngay vào việc. Đây là cái thông tin mà tôi có thể đưa cho các bạn xem. Đây là cái lá đơn, đây là cái thông tin mà chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Đấy, đây là gửi cho cảnh sát Berlin. Bởi vì chúng tôi thưa kiện ông Dịu vì vấn đề là ông ta đã nhục mạ phóng viên báo chí trong lúc đang tác nghiệp. Đấy, đây là cái thông tin mà chúng tôi đã chuẩn bị. Và chỉ cần sau 48 giờ sau khi cái livestream này phát ra, nếu ông Dịu không có những cái thái độ thành khẩn và xin lỗi và sửa chỗ lỗi lầm của mình thì bức thư này ở trong đó có toàn bộ nội dung comment cũng như là những cái hình ảnh, video và những cái thông tin khác sẽ được gửi cho cảnh sát Đức. Và khi đó, khi mà cái thông tin này được gửi cho cảnh sát Đức thì ông Dịu lúc đó là cái ông này sẽ không còn cơ hội để bào chữa hoặc là để làm cái việc gì đó khác nữa. Bởi vì lúc đó cảnh sát Đức lúc đấy họ sẽ trực tiếp họ làm việc, họ sẽ mời ông ta ra làm việc, có thể họ sẽ mời cả những cái người mà thuê ông ta làm việc tới là gặp cảnh sát để thông báo về cái nhân vật này như thế nào, có liên hệ gì và tại sao lại đi nhục mạ như vậy. Và ngoài ra những cái người bạn bè của ông Dịu này cũng có thể được hỏi để tìm cái nguyên nhân là tại sao người như vậy mà lại tấn công bằng lời lẽ nhục mạ báo chí Đức. Đấy, các cái thông tin mà chúng tôi nói trước, tức là ông Dịu này hiện nay chỉ có 48 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, chỉ có 48 tiếng đồng hồ để có thể là sửa chữa cái lỗi lầm này. Bởi vì các bạn đã biết rằng chúng tôi sống ở nhà nước tự do, nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì cái việc mà vai trò của báo chí hoàn toàn là quan trọng, rất quan trọng. Và pháp luật luôn luôn bảo vệ những người làm báo như chúng tôi. Bất cứ những cái cá nhân, tổ chức hoặc là doanh nghiệp, bất cứ ai mà xâm phạm vào danh dự, xâm phạm vào sức khỏe của các nhà báo thì sẽ được bị pháp luật Đức trừng trị và thẳng tay nghiêm trị. Và ngoài ra là những cái người Việt Nam hoặc là những cái người nước ngoài khi đến Đức định cư đã được sống ở thể chế dân chủ và tự do như vậy rồi mà họ vẫn tiếp tục tiếp tay cho cái thể chế độc tài ở trong nước để hòng bịt miệng, tức là họ bịt miệng những cái người mà nói tiếng nói khác với chính quyền tại Hà Nội. Thì đây là một trong những trường hợp như vậy. Đấy là trường hợp của ông Dịu, cái người mà đã nhục mạ chúng tôi, và chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng và chuẩn bị đầy đủ bằng chứng để đưa ra trước cảnh sát. Và trong vòng 48 tiếng thì ông Dịu có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ngoài 48 tiếng ra thì ông Dịu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Đức và chính quyền sở tại về cái việc của mình. Thì đây là một cái dư luận viên khá mới xuất hiện ở Berlin và có vẻ như nguy hiểm, thì chúng tôi sẽ làm đến nơi đến chốn vụ này. Và cũng có một những cái người Việt Nam sống ở Đức, họ đã chia sẻ những cái thông tin sau khi chúng tôi biết chúng tôi đã gặp phải những cái khó khăn khi đi tác nghiệp và bị nhục mạ như vậy. Thì Việt Kiều Đức ở đây họ cũng đã viết những comment, những cái bản tin để họ đăng lên trên, họ chia sẻ với cái khó khăn của chúng tôi.
Thì đây là ví dụ như là của anh Philip Nguyễn. Philip Nguyễn đây các bạn xem. Đây, bản tin này của anh Philip Nguyễn. Đấy. Và anh Philip Nguyễn thì có nói rằng là hôm mà chúng tôi đi tìm ông Diệu thì chúng tôi có gặp anh Philip Nguyễn ở đến xưởng sửa chữa ô tô của ông Thuận, nơi ông Diệu làm việc. Nhưng tất nhiên là chúng tôi không gặp ông Diệu, bởi vì chúng tôi muốn hỏi ông Diệu là tại sao lại đi nhục mạ báo chí Đức như vậy. Và anh Philip Nguyễn là một trong những người cũng rất có tâm. Anh ta đã viết những lời lẽ rất chân thật lên. Và anh ta nói rằng, tôi xin trích đọc. Anh Philip Nguyễn viết như sau: cái thằng này hắn cũng siêng năng cần cù, sửa xe rất nhiệt tình và chuẩn. Từ ngày hắn sửa xe cho mình, xe chạy ngon lành, không vấn đề gì. Còn cái đầu óc sao nó lại dại khờ như vậy nữa. Đã tị nạn từ Tiệp sang thì lo mà làm ăn, lại còn làm dư luận viên. Tức là anh này là anh Diệu, là theo như anh Philip Nguyễn nói là anh Diệu là tị nạn, là người tị nạn từ Tiệp sang, chứ không có giấy tờ hợp pháp ở Đức lâu dài. Được sống trong xã hội văn minh, tự do, dân chủ, không muốn, lại muốn ủng hộ độc tài toàn trị. Mà độc tài toàn trị nó có gì tốt đâu. Tham nhũng, cựu quyền, hách dịch, quan chức tha hóa, biến chất, ăn chơi sa đọa. Nếu tốt thì cả châu Âu này người ta đã không vứt bỏ nó cách đây hơn 30 năm nay rồi. Những thằng xun xuê nịnh bợ chỉ vì vài ba bữa cơm thừa, cặn bã hay là khôn lỏi, biết mà không nói thì không nói cái gì, tức là không nói gì, tức là những người im lặng chỉ đi ăn với cả quan chức thôi thì không nói gì. Đằng này như hắn biết phận, đi sửa xe cũng làm dư luận viên. Hôm nay đã nói chuyện với hắn rồi, từ nay lo tập trung mà sửa xe. Hắn cảm ơn và từ nay khóa Facebook, không làm dư luận viên nữa. Thì đây là theo lời của ông, của anh Philip Nguyễn, đã nói là anh Philip Nguyễn đã gặp. Đây thông tin đây, và chúng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn trong cái clip của chúng tôi. Là anh Philip Nguyễn đã nói rằng là anh ta đã gặp cái ông Diệu này rồi và khuyên ông ta là từ nay lo tập trung mà sửa xe. Và ông Diệu này cũng đã nói là cảm ơn và từ nay khóa Facebook, không làm dư luận viên nữa. Thì tức là anh Diệu anh cũng đã công nhận cái việc đó rồi và anh đã khóa Facebook. Và tất nhiên là cái Facebook mà của anh Diệu mà đường link thì bây giờ cũng không thể vào được nữa, bởi vì anh khóa mất rồi. Đấy, và anh ta nói rằng từ nay khóa Facebook và không làm dư luận viên nữa, tức là thôi bỏ cái nghề dư luận viên, bỏ những cái vấn đề mà ủng hộ Đảng Cộng sản và độc tài ấy đi. Đấy là anh Diệu anh nói vậy. Và ngoài ra anh Philip Nguyễn cũng nói thêm là nghĩ cho cùng thì không riêng gì hắn, mà cả khối đứa có học hành ở lâu bên này, thậm chí quốc tịch Đức nữa, còn ngu muội hơn hắn. Phải chăng hắn cũng là một nạn nhân bị nhồi sọ từ lúc bé đến giờ, chưa cởi trói ra được mà thôi. Thì đây là cái chia sẻ của anh Philip Nguyễn về cái việc đó. Và anh Philip Nguyễn cũng cung cấp thêm thông tin là những người Việt Nam ở đây, kể cả những người mà đã có quốc tịch Đức rồi, tức là quốc tịch Đức rồi, thì người ta vẫn cứ lại đi nịnh và đi ủng hộ cái nhà cầm quyền độc tài trong nước để đàn áp hoặc là theo dõi và làm hại cho những kiều bào Việt Nam sống ở đây. Đấy, thì để theo dõi của, đây là cái chia sẻ của anh Philip Nguyễn. Và một nhân vật thứ hai mà tôi cũng đã nói trong cái chương trình lựa trước, đó là ông Sơn Điền. Sơn Điền đây, các bạn nhìn xem ông Sơn Điền đây. Cái người này đã nhắn tin cho chúng tôi nhiều lần và mời tôi đi ăn tức canh ngan, tức là đe dọa giết chết. Đấy là ám chỉ của một cái người mà lời lẽ là theo cái dạng như là giết chết. Thì ông Sơn Điền, sau khi ông Sơn Điền nhắn tin cho tôi thì tôi đã dịch cho cảnh sát và gửi cảnh sát và báo cảnh sát, và họ đã làm việc với ông Sơn Điền. Để các bạn thấy ông Sơn Điền đang ngồi cạnh ông béo bên cạnh. Đấy là ông Sơn Điền mặc áo màu xanh, còn cái màu áo vest đấy là ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng của Đại sứ quán Việt Nam ở Đức ở đây. Thì ông ta đã ăn nhậu với Sơn Điền, rất thân thiết với những cái người mà tay chân như thế này thì rất là nguy hiểm. Bởi vì những cái thông tin mà của nhiều người chắc chắn sẽ bị ông Sơn Điền chia sẻ với ông đại sứ cũng như là những người khác để cung cấp về họ, thì cái điều đó nguy hiểm. Và sau khi chúng tôi có cái dịch những cái tin mà ông Sơn Điền nhắn chửi và đe dọa giết chết như thế này, các bạn thấy ông ta nói rằng là tao sẽ lên gặp mày, mời mày ăn tức canh ngan cho thoải mái nhé. Đấy, các bạn thấy ông ta nhắn trực tiếp vào tôi vào lúc 18:51. Đấy, thì đấy là cái điều rất nguy hiểm. Và khi mà nhắn như vậy thì tức là ông ta hoàn toàn là bất cứ lúc nào cũng có thể lên Berlin, hoặc là dùng tay chân ở Berlin giết chết nhà báo, hoặc là ám sát, hoặc là làm cách nào đó, rất nguy hiểm. Bởi vì những cái người này họ đã từng tham gia vào những cái băng đảng xã hội đen, vào những cái băng đảng chấn lột và giết người ngày xưa ở Việt Nam, ở Đức, Đông Đức thời mới đập thành, tức là mới thống nhất, khi mà họ buôn bán thuốc lá. Thì họ cũng còn nhiều loại vũ khí có thể họ cất giấu ở đâu đó, còn nhiều đệ tử, nhiều đàn em lắm. Thì cái khi mà họ đe dọa thế này thì phải cẩn thận, bởi vì là cũng có thể nó sẽ xảy ra không biết lúc nào. Đấy, và đấy là ông Sơn Điền.
đã đe dọa như vậy là Tích Cây Ngan. Mà Tích Cây Ngan ở Đức thì không có, mà cái điều đó là chỉ có là ám chỉ cho cái việc là cắt tiết, tức là cắt cổ. Mà cắt cổ bằng dao hay bằng cái gì đó thì rất là dã man, tức là không dùng súng mà dùng dao. Đấy, cắt cổ, cắt tiết. Thì đây là những dư luận viên cao cấp của Đảng Cộng sản đã cài cắm ở đây. Và sau khi nhận được cái thông báo của tôi, cảnh sát lập tức đã làm việc, và viện công tố, tức là viện kiểm sát đã làm việc và gặp, mời ông Sơn Điền đến gặp. Đây các bạn xem, đây là bức thư, đây là đầu đề của bức thư mà viện kiểm sát có tại thành phố München, nơi ông Sơn Điền đã ở, đã gửi cho tôi. Và họ đã mời ông Sơn Điền đến làm việc và yêu cầu ông Sơn Điền giải trình. Đấy, trong này ghi rất rõ là cái tên của ông Sơn Điền. Nên ngoài ra thì ông Sơn Điền cũng đã gặp rất nhiều cái trở ngại khi mà trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mà ông ta từ Việt Nam sang phép sang, thì ông ta theo như thông tin mà chúng tôi được biết, ông ta lập tức bị cảnh sát hải quan Đức giữ lại nhiều tiếng đồng hồ để kiểm tra thân nhân. Bởi vì là với cái lý do khi tòa án gọi không thấy xuất hiện, không thấy ra, thì họ sẽ có quyền là truy nã, phạm gọi ở bên Đức gọi là Phan Đung. Và khi đã gặp đối tượng này từ Việt Nam sang thì họ phải giữ lại và phải yêu cầu những cái người như ông Sơn Điền này giải trình trước cảnh sát tại sao làm như vậy và tại sao vắng mặt. Thì hiện nay theo tôi biết thì viện công tố vẫn tiếp tục điều tra về vụ này, chưa xong đâu. Đấy, và cái việc điều tra này á, thì thường là rất lâu. Đức họ không vội vàng, họ làm rất từ từ, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, cho đến khi mà họ đủ bằng chứng, lúc đó họ mới khởi tố. Và những cái người mà có liên hệ với ông Sơn Điền, có những người mà cung cấp tài chính hoặc là giao tiếp với ông Sơn Điền, chắc chắn cũng sẽ nằm trong cái tầm ngắm của cảnh sát Đức khi mà họ lấy bằng chứng, khi họ theo dõi điện thoại và nhiều cái vấn đề khác. Và có những người bạn của tôi ở München cũng báo lên, ngay cả nhà ông Sơn Điền này cũng đã bị cảnh sát Đức, tức là cảnh sát đặc nhiệm, vào lúc 5 giờ sáng đã đạp cửa xông vào, một lực lượng rất lớn cảnh sát vào, xông vào để lập tức là khám nhà và tịch thu máy xách tay, máy tính xách tay cũng như là máy điện thoại. Bởi vì trong đó có những bằng chứng là ông ta đã đe dọa tôi, và chưa biết là có những bằng chứng gì khác nữa trong cái việc mà ông ta có liên hệ với cả mật vụ Việt Nam hay không, hoặc là với sứ quán Việt Nam thế nào. Thì cảnh sát Đức họ đã thu hết rồi và tịch thu như vậy, thì cái việc mà điều tra cũng khá lâu, bởi vì họ phải dịch ra rồi họ phải đánh giá cái bằng chứng, thì lúc đấy họ mới có thể truy tố. Như hiện nay thì vẫn đang điều tra. Thì đấy là cái việc mà một cái dư luận viên hàng đầu của Việt Nam tại Đức, là ông Sơn Điền, thì đang gặp phải cái trường hợp như vậy. Và đương nhiên là ông Diệu là một cái người mà cũng mới nổi lên ở đây, mới xuất hiện, mới nổi lên. Ông Diệu đây là một người ở bên Séc sang, thì theo như ông Philip Nguyễn đã nói thì ông đã gặp ông Diệu này rồi. Thì ông Diệu này chính là một cái người mà tị nạn từ Cộng hòa Séc sang Đức để làm việc. Thế thì cái giấy tờ của ông ta sang Đức có hợp pháp hay không, chỗ làm việc có hợp pháp hay không, mọi cái để cảnh sát sẽ đặt câu hỏi và họ sẽ điều tra. Khi mà ông Diệu không có cái thái độ thành khẩn, không có thái độ đàng hoàng và sửa chữa lỗi lầm của mình trong vòng 48 tiếng tới, tức là chúng tôi cho ông Diệu 48 tiếng. Đấy, các bạn xem. Đấy. Đây là ông Diệu. Vâng, tức là ông Diệu có 48 tiếng để sửa chữa lỗi lầm. Và sau 48 tiếng này, nếu ông Diệu không có biện pháp sửa chữa, thì chúng tôi buộc phải đưa ông Diệu ra cảnh sát điều tra Đức. Và khi mà đã ra đến cảnh sát rồi, thì mọi cái thông tin, mọi cái lời khai của ông Diệu cũng như những cái người thuê ông Diệu làm, hoặc là những cái người bạn của ông Diệu, là sẽ là bằng chứng để xem ông Diệu là cái người như thế nào, từ Cộng hòa Séc sang làm gì. Và các bạn cũng đã biết rằng tại từ Cộng hòa Séc thì đã là cái nơi, cái trung tâm mà có những cái cung cấp tài chính, cung cấp những cái nhân sự để trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đấy, ví dụ như là ông Đào Quốc Oai đã trốn rồi, thì ông này cũng là từ Cộng hòa Séc sang. Nói chung ở Séc là cái nơi mà rất là nhiều cái ổ tội phạm rất lớn ở đó. Và từ đó người Việt Nam, là tội phạm Việt Nam ở đó, họ sẽ đi khắp nơi ở châu Âu, họ hoạt động, họ móc nối. Thì ông Diệu cũng là một trong những người từ Cộng hòa Séc sang. Và đây là ông Đào Quốc Oai cũng đang trốn ở Hải Phòng vì tội là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì cảnh sát Đức và Séc đang điều tra. Đấy. Và ngoài ra thì có một người khác nữa là ông Nguyễn Hải Long, thì cũng là cái người mà đang ngồi tù tại Cộng hòa Liên bang Đức vì tội là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì cũng từ Cộng hòa Séc sang. Thì đây là những cái người mà từ Séc sang, và phải nói rằng từ Séc đã cung cấp cho đưa sang Đức rất nhiều những người Việt Nam làm những cái việc mà nguy hiểm đến tính mạng của những công dân Việt Nam đang sống ở Đức và Cộng hòa và châu Âu. Đây là ông Đào Quốc, đây là ông Nguyễn Hải Long đang bị bắt
và bị nhốt tại trại giam. Vâng, thì tất cả những cái việc này đương nhiên là họ làm việc họ đều phải có cái, họ đều phải có những cái chỉ đạo. Và cái tòa đại sứ quán mà chúng tôi đang đứng trước đằng sau lưng đây là tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, là thường ở đây có các gặp gỡ các hội đoàn, các cộng đồng, mà những cái hội đoàn mà những cộng đồng người Việt Nam đó hoặc cái cá nhân đó hoặc là những cái doanh nghiệp đó thì thường là họ chu cấp về tài chính, chu cấp về hậu cần để cho cái hoạt động của sứ quán, hoạt động của các đoàn Việt Nam sang đây được thuận lợi. Thì điều đó vô hình chung là họ có thể sẽ tiếp tay cho cái hoạt động bắt cóc, tiếp tay cho hoạt động tội phạm của độc tài tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thì và cái người đứng đầu mà điều hành cái việc đó là về vụ án bắt cóc đó là ông Tô Lâm. Đấy, các bạn nhìn thấy ông Tô Lâm lên một sao thành đại tướng sau vụ bắt cóc. Đấy, và cái người mà phụ trách về vấn đề văn hóa tư tưởng là ông Võ Văn Thưởng. Và đây là cái hình ảnh mà sứ quán mà chúng tôi xin phép chia sẻ với các bạn để các bạn cùng biết. Đây là hình ảnh sứ quán sau lưng chúng tôi đây. Đây là sứ quán, đây là nơi đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và trong cái vụ bắt cóc này thì có rất nhiều dư luận viên đã tham gia. Đấy. Và chắc chắn rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái thông tin tiếp theo để cung cấp cho các bạn, để các bạn cũng biết về việc chúng tôi sẽ đối xử như thế nào đối với ông Dịu, và liệu chúng tôi có đưa cho cảnh sát Đức cái hồ sơ này hay không. Thì cái việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cái ông Dịu, là cái người mà được cho rằng là dư luận viên của Đảng Cộng sản ở đây để tấn công và chửi bới những cái người mà không đúng cái ý của Đảng và đăng tin trái chiều. Ở Việt Nam gọi là trái chiều nhưng thực ra ở nước Đức thì gọi là tự do, hoàn toàn khác nhau. Cái đấy, đấy là cái điều mà chúng tôi nhắn nhủ với ông Dịu và đề nghị trong 48 tiếng tới thì ông Dịu phải có cái trả lời và phải có cái thái độ rõ ràng về cái hành động sai trái của mình. Còn nếu không thì ông ta sẽ bị đưa ra trước cảnh sát Đức và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật và chi tiết về vụ án này cho bà con trong và ngoài nước cùng biết. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi về chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày hôm nay 12 tháng 7 2019 và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và các bạn nhớ bấm nút theo dõi của Lê Trung Khoa Facebook, của Facebook Thời báo.de, của YouTube Thời báo.de để biết những thông tin cập nhật mới nhất và những cái người dư luận viên và những cái người mà hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc và những cái người mà hỗ trợ chính quyền Việt Nam đàn áp người dân không phải chỉ trong nước mà cả những người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài chắc chắn sẽ gặp phải những hậu quả khi mà họ làm những cái việc mà nhà nước pháp quyền, đất nước tự do như ở Đức họ không khuyến khích, đó là việc theo dõi cái người Việt Nam sống ở Đức và châu Âu, đó là việc áp chế những cái tư tưởng hoặc là chửi bới những cái người mà người ta không có cùng chính kiến với Đảng Cộng sản ở Đức và châu Âu và trên thế giới. Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới và xin chào các bạn và từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.